Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và trước mặt Huy đây là một chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn mới vừa về Toyota Tân Cảng bên Huy các anh chị. Mà cái màu này các anh chị, màu rất là đặc biệt nha. Màu rồng ánh kim, màu rồng ánh kim. Máy dầu số sàn 2019. Đi mới được có 60.000 cây. Đó, vỏ này anh chị nhìn nè. Đấy, còn rất là dài. Vỏ là còn nguyên bản cái xe nha quý anh chị. Cực kỳ chất lượng luôn. Rồi gầm bệ đây. Còn rất là mới luôn. Thì mới vừa về thì Huy cũng sơ lược một vòng để đánh giá về chất lượng của xe. Thì kỹ thuật bên Huy đang nhận bàn giao xe 2019, đang có mức giá cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Rồi tiết kiệm nhiên liệu lắm quý anh chị, 6.2L trên 100 cây số. Đó, khe hở với các chi tiết này. Chủ xe ốp mà có rơm hết nha anh chị, nẹp chân kính rồi. Đấy. quá tuyệt vời. Đây vỏ đây. Dài không anh chị? Còn quá dài luôn. Đó. Tuần thứ 19 của năm 2019, đúng chuẩn 62.000 cây. 62.000 cây. Đi coi. 62.616 cây. Xe này ok, có bảo dưỡng hãng anh chị ha. Có bảo dưỡng tại Toyota An Sơn. Đấy. Fortuner máy dầu số sàn, được trang bị đầu DVD Android. Có camera hành trình ghi hình luôn quý chị. Đây cần số đây. Hộp số thì có chế độ Eco, chế độ Power. Những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết nha anh chị nha. Có camera hành trình ghi hình, có việc bắp chẳng đường nha anh chị. Thường việc bắp chẳng đường thì nó có cảnh báo tốc độ nữa, rất là ok luôn. Mới vừa về. Bằng đập phone rồi anh chị, nhẹ nhàng. Ghế là còn nguyên bản của xe này ha, 7 túi khí. Ok. Rồi, 2019 màu đồng. Đấy, thì mình sẽ đi một vòng ha anh chị để mình đánh giá về chất lượng của chiếc xe. Mới về thì bên Huy chưa có làm maru, chưa có vệ sinh ha, chưa có vệ sinh. Đây, gầm bệ rồi anh chị. Anh chị nào mà đang cần mua xe về chạy gia đình hay là chạy dịch vụ á, thì máy dầu là tuyệt vời. Bền bỉ này, tiết kiệm nhiên liệu này, gầm cao này, rộng rãi này, chạy đầm và vọt lắm quý anh chị. Đồ nghề còn nguyên. Đấy, bọc trần ha, cửa gió cho hàng ghế phía sau. Đấy, rộng rãi. Đây, táp bi. Đây, khe hở với các chi tiết. Đấy, anh chị thấy chưa? 2019. Những chiếc xe bên Huy thì anh chị nhìn lúc mới về là như vậy, nhưng mà sau khi mà bên Huy làm spa lên đó là rất là keng luôn quý chị, đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Máy dầu thì thôi khỏi phải bàn rồi, về chất xe rồi về tình trạng động cơ, hộp số đồ nó bền, gầm bệ đồ nó bền kinh khủng quý chị. Anh chị đi mà thường thường, anh chị nào mà đã sử dụng Fortuner máy dầu anh chị biết, ngoài cái vấn đề mà tiết kiệm nhiên liệu á thì nó cực kỳ bền. Và cái chi phí mà để bảo trì bảo dưỡng cũng rẻ lắm quý chị. Đây mình nhớ xem về cái phần động cơ quý tí hay xíu anh chị nha. Thì động cơ thì bên Huy có chính sách bảo hành về động cơ hộp số là 1 năm hoặc là 20.000. Thì anh chị biết rồi, anh chị nào mà đã theo dõi kênh xe cũ miền Nam của Huy nhiều á thì anh chị sẽ nắm được là bên hãng là bên Huy ưu tiên cam kết bằng văn bản và có chính sách bảo hành đầy đủ. Anh chị nhìn nè, động cơ rồi còn mới toanh. Bên Huy về là chủ yếu làm spa vệ sinh lên thôi, vệ sinh sạch sẽ ha anh chị ha. Đấy, mua về là chỉ việc lái xe về và đi. 2019, 2019 máy dầu, máy dầu quý chị 62.000 cây. Đấy, xe này mà làm spa lên là keng lắm quý chị. Màu màu đồng nữa là một trong những màu đẹp, nó giúp cái xe nó cứng cáp và nó không có nhìn, nó không có bị quá dơ. Giống như là màu bạc hoặc là màu trắng thì nó hơi dơ, còn màu nâu á với màu đen thì nó hơi tối. Đấy, thì chiếc màu đồng này là một trong những cái chiếc xe nó khá hài hòa về màu sắc. Còn về những cái vấn đề như này, cần số vô lăng, rồi những cái phím điều chỉnh âm lượng nằm thỏi đành tay, hay là về phần vô lăng và nội thất bên trong thì nó rất là đẹp rồi. Thì anh chị không phải lăn tăn, không lăn tăn lo lắng gì hết. Mua xe tại hãng thì yên tâm tuyệt đối nha quý anh chị. Và về chính sách bảo hành thì như Huy chia sẻ, còn về phía tài chính thì sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 70%. Đấy, việc mát giảng đường quý anh chị. Đấy, cái đầu ZS này cực kỳ chất lượng.
đầu cua vát chứ quý anh chị. Đó, có dẫn đường nè, có cảnh báo tốc độ nè, anh chị thấy chưa? Ok rồi, Huy xin kính chào nha và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và anh chị nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ. Mới vừa về thôi, cho nên là Huy quay sơ lược để cho quý anh chị mình xem. Rồi ngày mai thì có thể là Huy sẽ dành thời gian quay chi tiết hơn. Thì sơ bộ như vậy cũng đã Huy nghĩ cũng đầy đủ ha. Để chị nắm về chiếc Fortuner máy dầu 2019. Và giá niêm yết của mẫu xe này hiện tại đang được bên Huy niêm yết là 810. 810 nha quý anh chị. Đấy, và giá trên thì vẫn còn đang hỗ trợ bất lập cho quý anh chị. Cho nên anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm ạ. Ok rồi, Huy xin kính chào. Em lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hiếu Cảnh, phường 2 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng ạ.